vậy thì để bắt đầu vào buổi live ngày hôm nay thì chúng ta để bắt đầu vào buổi chăm sóc da cơ bản ngày hôm nay của chúng ta thì mình phải phân biệt giúp cho Loan là phân biệt da. Mọi người hãy có sẵn cho mình một cái viết, một quyển sổ để cho chúng ta ghi chép những cái thông tin chính xác nhất cũng như là những cái thông tin mà chúng ta cần nắm về các loại da. Thì để cho mình dễ dàng tư vấn này, để cho mình dễ dàng chốt được những đơn hàng này, để cho chúng ta tư vấn không bị sai lệch đi bất cứ một cái điểm nào, hay là tư vấn không bị sai lệch về các sản phẩm mà mình đang muốn tư vấn, thì đầu tiên các bạn phải biết phân biệt từng làn da. Phân biệt từng làn da ở đây có nghĩa là bạn phải biết rằng là da của khách hàng của chúng ta thuộc cái làn da gì, thuộc làn da dầu thì chúng ta tư vấn như thế nào, thuộc làn da khô thì chúng ta tư vấn như thế nào cho hợp lý nhất. Thì thông thường chúng ta sẽ có 5 loại da khác nhau. Mọi người lưu ý giúp cho Loan là chúng ta sẽ có 5 loại da khác nhau. Hôm nay thì thông cảm là mọi người thông cảm giúp cho Loan là Loan nói hơi nhỏ một tí bởi vì là Loan đang bị viêm họng ha. Rồi, mình sẽ có 5 loại da khác nhau. Chúng ta sẽ có da nhờn, da khô, da hỗn hợp, da nhạy cảm và da thường. Thì thông thường những bạn nào mà có da nhờn, da khô, da thường, da hỗn hợp là những cái làn da rất là bình thường rồi. Còn thuộc cái đối tượng da nhạy cảm thì nó sẽ xuất phát từ hai nguyên nhân để xuất phát ra da nhạy cảm nha. Và nguyên nhân thứ nhất là do di truyền, nguyên nhân thứ hai là do các bạn sử dụng các sản phẩm như là kem đặc, kem pha, kem trộn. Mà thông thường thì nguyên nhân thứ hai nó sẽ dẫn đến da nhạy cảm nhiều hơn là sử dụng kem đặc, kem pha, kem trộn. Còn di truyền thì nó chỉ chiếm số lượng rất là ít. Cho nên là mọi người hãy cẩn trọng, thật sự là cẩn trọng trong cái bước mà chúng ta chăm sóc da, cũng như là khi mà chúng ta thoa bất cứ một cái sản phẩm nào lên trên gương mặt của mình thì mình cũng đều phải cẩn thận. Rồi, mình sẽ phân biệt, đầu tiên là mình sẽ phân biệt da nhờn. Và hầu như là người dân châu Á của chúng ta hầu như là thuộc tuýp da nhờn, phải không ạ? Bởi vì khí hậu nắng nóng này, rồi bụi bẩn nhiều, khói bụi nhiều, và chúng ta rất là ít những bạn nào mà thuộc tuýp da thường, hầu như rất ít. Nếu như những bạn nào thuộc tuýp da thường thì các bạn rất là đẹp, và hầu như là tập trung vào lại vấn đề là da nhờn, rồi da hỗn hợp. Thì thông thường là những cái bạn mà những cái đối tượng mà thuộc tuýp da nhờn, da hỗn hợp thì sẽ là thuộc đối tượng là tuổi teen cho tới dưới 35, dưới 40 tuổi thì các bạn sẽ thuộc tuýp da nhờn và da hỗn hợp. Thì biểu hiện da nhờn nó sẽ là như thế nào? Biểu hiện da nhờn cách nhận biết rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần nhìn trên bề mặt da của khách hàng mình, hoặc là những bạn nào mà chưa biết mình thuộc cái tuýp da gì thì chỉ cần nhìn trên bề mặt da của mình. Nếu như nhìn trên bề mặt da của mình, các bạn thấy là da của chúng ta bóng dầu toàn bộ gương mặt, có nghĩa là nó bóng dầu toàn bộ gương mặt và nó không có phân biệt bất cứ một cái vùng nào cả. Chỗ này cũng bóng dầu, chỗ này bóng dầu, mũi bóng dầu, cằm bóng dầu, chỗ nào nó cũng bóng dầu cả. Thì đó là các bạn thuộc tuýp da nhờn. Lỗ chân lông thì rất là to, da nhờn lỗ chân lông rất to. Bởi vì sao? Tuyến bã nhờn nó hoạt động mạnh này, rồi bụi bẩn nó sẽ bám vào lỗ chân lông của chúng ta, cho nên là lỗ chân lông của mình nó không được xem khít, nó rất là to. Nhìn vào hai cái bên phía trong má này là các bạn sẽ cảm nhận được ngay lập tức. Rồi da thô dày ở đây, khi mà các bạn cứ nhìn một cái làn da dầu và một làn da khô thì các bạn luôn luôn cảm nhận rằng là làn da dầu nó sẽ bị đen hơn so với làn da khô. Bởi thế là khi mà các bạn thoa những cái sản phẩm mà kem dưỡng ẩm vào, các bạn cảm thấy là da của mình nó hơi ẩm một tí thì các bạn sẽ cảm nhận. Cái này là mình tự cảm nhận thôi nha. Mình tự cảm nhận là da của mình nó bị chì xuống, bị đen xuống. Nhưng mà đó là cái cảm giác thôi. Khi mà mọi người rửa mặt sạch với lại là sữa rửa mặt hay là rửa mặt sạch với nước thì da của chúng ta nó sẽ trở về trạng thái ban đầu. Còn khi mà chúng ta thoa những cái gì nó ẩm vào này, nó ẩm quá hoặc là da đổ dầu nhiều quá thì các bạn sẽ cảm nhận là da của mình nó sẽ bị sậm màu xuống, nó sẽ bị đen đi ha. Rồi và đặc biệt da nhờn một cách rất là dễ nhận biết nữa đó chính là nổi mụn. Nổi các loại mụn như là mụn trứng cá, mụn đầu đen, đặc biệt là mụn viêm, mụn bọc, mụn mũ v.v. thì các loại mụn đó nó sẽ thuộc về những bạn nào có tuýp da nhờn. Nhưng mà cái này thì cũng hên xui nha, tại vì những bạn có làn da khô các bạn cũng bị xuất hiện mụn. Chỉ tại vì là các bạn không chăm sóc da đúng cách cho nên là các bạn xuất hiện mụn thôi. Nhưng mà mụn thì không thành vấn đề ha, bởi vì nếu như chúng ta có cách chăm sóc tốt thì mụn nó cũng sẽ là một cái gì đó nó rất là bình thường. Loan cảm thấy là mụn nó rất là bình thường, chỉ cần là mình chăm sóc kỹ, mình chăm sóc đúng thì da của chúng ta nó sẽ cải thiện một cách rất là rõ rệt. Vậy thì sau khi chúng ta nhận biết được cái làn da nhờn rồi thì mình cần tìm những cái biện pháp gì để giúp cho da của chúng ta nó hạn chế bóng nhờn, giúp cho da của chúng ta nó kiểm soát lượng bã nhờn trên bề mặt da của mình. Giải pháp
giải pháp kiểm soát rất là đơn giản. Thường thì da dầu, da nhờn thì các bạn nên tập trung vào cái vấn đề làm sạch da, bởi vì đây là cái bước tiên quyết nhất. Nếu như da của chúng ta sạch thì khi chúng ta dưỡng da, khi chúng ta thoa kem thì lỗ chân lông của mình nó sẽ không có bị bít tắc lại, thì da của chúng ta nó sẽ không xuất hiện mụn. Và làm sạch da, sau khi mà chúng ta làm sạch da, chúng ta thoa những cái sản phẩm dưỡng da lên thì nó sẽ thấm thấu vào trong da của chúng ta rất là tốt. Cho nên bước làm sạch sẽ là một cái bước quan trọng nhất. Và hầu như là các bạn da nhờn, các bạn nên lưu ý dùm Loan bước làm sạch da mặt. Và bước làm sạch da mặt này thì không nên bỏ qua bước tẩy tế bào da chết. Tại vì nếu như chúng ta làm sạch da mặt, tại vì có một vài bạn nói với Loan như thế này: Loan ơi, chị chăm sóc da rất là kỹ, chị làm sạch da cũng rất là kỹ, chị có tẩy trang này, rồi chị có sử dụng sữa rửa mặt này, rồi chị có sử dụng nước toner, nước cao bằng ẩm, nhưng mà tại vì sao da của chị lại vẫn xuất hiện mụn? Thì Loan hỏi ngược lại nè: chị ơi, vậy thì chị có sử dụng tẩy tế bào da chết không? Thì chị mới nói là không có, hoặc là có nhưng mà một tháng chị mới tẩy được một lần hai lần nếu như mà chị nhớ. Thì thật sự luôn là bước tẩy tế bào da chết nó sẽ là một cái bước gọi là quan trọng không kém bước làm sạch da, nếu như chúng ta không muốn bụi bẩn nó bám vào lỗ chân lông của mình, nó gây bít tắc lỗ chân lông, nó sinh ra nó thành một cái ổ mụn, vi khuẩn mụn, thì mình phải tẩy tế bào da chết mỗi tuần ít nhất là từ một lần cho tới hai lần. Thì tẩy tế bào da chết này, cái thứ nhất công dụng là gì? Giúp làm sạch da, cái điều đó ai cũng biết rồi ha. Cái thứ hai nữa là nó sẽ giúp da của chúng ta, những cái đốm thâm, những cái vết thâm, những cái vết nám sạm trên da của chúng ta nó cũng sẽ mờ, nó sẽ mờ đi trong một khoảng thời gian. Và cái thứ ba nữa là sau khi mà tế bào da chết nó mất đi thì collagen nó sẽ tự động nó sản sinh ra, bởi vì nó phải sản sinh ra, nó nuôi dưỡng da của chúng ta, nó nâng đỡ da của chúng ta, cho nên là collagen nó sẽ được sản sinh ra, chúng ta sẽ hạn chế được các nếp nhăn. Loan rất là kiên trì với việc là tẩy tế bào da chết mỗi tuần hai lần. Mỗi tuần hai lần luôn luôn là như vậy. Cho nên là da của Loan, Loan là đang bước vào trong độ tuổi lão hóa da, đang xuất hiện các vấn đề lão hóa da này, nhưng mà hiện tại thì da chưa có xuất hiện nếp nhăn. Thì điều này cũng rất là hãnh diện, cũng rất là vinh dự khi mà các bạn nhìn vào da của mình thì các bạn cũng không thấy, không hề thấy bất kỳ một cái nếp nhăn nào, thậm chí là vết chân chim mọi người cũng có thể nhìn thấy. Loan không có vết chân chim ha. Rồi da nhờn thì chúng ta phải chịu khó là sử dụng giấy thấm dầu. Bởi vì các bạn có làn da nhờn, các bạn luôn luôn quan điểm rằng là khi mà da mình đổ quá nhiều dầu thì chúng ta bắt đầu đi rửa mặt. Rửa mặt ngày cũng phải là 3 lần, 4 lần, 5 lần, thậm chí là 2 tiếng, 3 tiếng các bạn rửa mặt một lần. Thì chính cái nguyên nhân đó nó sẽ gây cho các bạn xuất hiện mụn nhiều hơn. Bởi vì mùa này, hiện tại là mùa hè này. Hiện tại là mùa hè, dầu đổ rất là nhiều, mồ hôi đổ rất là nhiều, các bạn rửa mặt liên tục như vậy thì khi mà da của chúng ta nó không kịp sản xuất ra dầu để nó cân bằng lại cái độ ẩm ở trên da của mình, thì khi các bạn rửa mặt quá nhiều lần như vậy thì da của chúng ta nó sẽ bắt đầu nó tiết ra nhiều dầu hơn nữa để cho nó cân bằng lại cái làn da. Nhưng mà nếu như tiết càng nhiều dầu thì da của chúng ta sẽ càng nhiều mụn hơn nữa, cho nên là sử dụng giấy thấm dầu thay vì chúng ta rửa mặt mỗi ngày như vậy. Chỉ rửa mặt cho Loan mỗi ngày hai lần thôi, buổi sáng một lần, buổi tối một lần. Còn những cái buổi mà buổi trưa, buổi chiều, nếu như các bạn có giấy thấm dầu thì các bạn thấm hết những cái lượng bã nhờn ở trên da mặt của mình đi thì nó sẽ không có gây ra cho bạn những cái trường hợp không mong muốn. Và cuối cùng là kiểm soát chế độ ăn uống. Cái này rất là quan trọng. Cái này rất là quan trọng nha. Tại vì nếu như mà các bạn kiểm soát được cái chế độ ăn uống của mình thì da của chúng ta nó sẽ đẹp hơn, cơ thể của chúng ta nó cũng sẽ đẹp hơn. Đặc biệt là những bạn có làn da mụn, các bạn không được ăn quá cay, các bạn không được ăn quá nhiều dầu mỡ, thậm chí là các bạn không được ăn ngọt, các bạn chỉ ăn nhạt cho Loan thôi. Thì hiện tại Loan cũng đang theo cái xu hướng là ăn nhạt, bởi vì ăn nhạt nó sẽ rất là tốt cho cơ thể của mình này, rồi ăn nhạt nó cũng giúp da của chúng ta nó cải thiện hơn. Cho nên là mọi người, bạn nào mà ăn cay quá, bạn nào ăn ngọt quá, bạn nào mà ăn mặn quá thì chúng ta nên hạn chế, gọi là tiết chế lại cái khẩu phần ở cái chế độ ăn của mình hơn. Uống nhiều nước, đặc biệt là sử dụng cho Long Wellness và Aqua Glow, chỉ cần uống 15 ngày thôi là các bạn cảm thấy da của mình nó căng bóng mịn màng ngay lập tức rồi. Rồi tiếp tục là chúng ta sẽ có những cái làn da khô. Thì những bạn da khô thì thông thường là nếu như mà thuộc về độ tuổi tiên á, các bạn có làn da khô rất là thấp. Nhưng mà làn da khô thì thông thường nó sẽ tập trung vào những bạn nào mà đang gặp tình trạng da lão hóa. Da lão hóa thì chúng ta sẽ gặp vấn đề da khô nhiều hơn, bởi vì theo một cái định lý là, theo một cái nguyên lý là
càng lớn tuổi da của mình nó sẽ càng khô. Cho nên là bạn nào mà đang có một làn da rất là bình thường, rất là da gọi là da hỗn hợp á, thì lớn tuổi hơn một tí là các bạn cảm nhận là da của mình nó khô hơn, thì các bạn cũng biết rằng là à, chúng ta đang gặp độ tuổi lão hóa da ha. Vậy thì da khô cách nhận biết nè, bề mặt da rất là khô thoáng, nhìn vào nó không có độ ẩm, có nghĩa là khi mà các bạn sờ tay lên trên mặt của mình, nó không có bị bóng nhờn, nó không có bị nhờn, nó không có bị ẩm, bề mặt da rất là khô thoáng. Da khô căng và thô ráp ở một số vùng. Da khô căng và thô ráp ở một số vùng là sao? Có nghĩa là da rất là căng. Khi mà các bạn cười lên là bắt đầu những cái chỗ như là rãnh cười này, nó bắt đầu xuất hiện nếp nhăn này, rồi những cái chỗ như là vùng cánh mũi nó bắt đầu nó khô căng lại, thì đó được gọi là da khô căng à. Và thô ráp ở một số vùng. Ví dụ nếu như mà các bạn không cảm nhận được, nhưng mà khi mà các bạn trang điểm, đặc biệt các bạn trang điểm, các bạn sẽ cảm nhận rằng là làn da của mình nó đang bị thiếu nước, nó đang bị khô này, là vùng cánh mũi này, vùng cánh mũi này, vùng hai bên má trong chỗ này và vùng trán. Những cái vùng này nó sẽ bị bong nền, nó sẽ bị tróc nền, những cái lớp nền của chúng ta nó không có bám vào trong da của mình mà nó sẽ bị bong lên, thì các bạn biết tự biết rằng là da của mình nó đang cần phải cấp ẩm, đang cần phải cấp nước ha. Rồi đặc biệt là da khô thì rất là nhanh lão hóa. Nếu như các bạn da khô mà các bạn không chăm sóc thì độ tuổi 30 của da khô so với độ tuổi 30 của da nhờn, thì độ tuổi 30 của da nhờn họ sẽ trẻ lâu hơn, lâu xuất hiện nếp nhăn hơn so với da khô. Bởi vì da khô thì nó không có độ ẩm, cho nên là bạn nào mà thuộc tiếp da khô thì chúng ta phải cung cấp ẩm nhiều hơn cho lâu một tí xíu nha, để cho da của mình nó được có độ ẩm, nó có độ ẩm, nó được gọi là nó cơ giãn một cách dễ dàng hơn. Rồi như Lâu nói khi nãy thì cái giải pháp kiểm soát của chúng ta rất là đơn giản, tập trung vào vấn đề cấp ẩm cho da. Các bạn chỉ cần cấp ẩm cho da là được, bởi vì nếu như các bạn cấp ẩm cho da thường xuyên, nếu như các bạn cho da ăn thường xuyên, ăn những cái dưỡng chất thường xuyên, thì da của chúng ta nó cũng sẽ hạn chế xuất hiện mụn. Và bên cạnh đó thì tẩy tế bào da chết một lần một tuần, thì chính những cái vấn đề như là bị khô bong tróc khi mà chúng ta trang điểm, đó chính là những cái mảng chết, những cái mảng da chết, thì các bạn chỉ cần tẩy tế bào da chết. Da khô thì chỉ cần một tuần một lần thôi, da dầu nhờn thì các bạn hai lần, nhưng mà da khô thì chỉ cần một lần thôi nếu như mà da của chúng ta khỏe nha. Bởi vì da khô nếu như mình chăm sóc không kỹ thì nó sẽ chuyển biến thành da lão hóa, da nhạy cảm. Nên là mình chỉ cần tẩy tế bào da chết một tuần một lần đối với những bạn nào có làn da khỏe. Rồi, bổ sung nhiều nước và các thực phẩm cung cấp nước. Ví dụ như là Aqua Cloud cung cấp nước rất là tốt nha. Wellness viên của mình cũng cung cấp nước, cung cấp độ ẩm cho da rất là ổn định. Rồi, tiếp tục là da hỗn hợp. Khi này là chúng ta đã biết đến da khô, chúng ta đã biết đến da nhờn rồi đúng không? Vậy thì tiếp tục là chúng ta sẽ đến với da hỗn hợp. Làn da của lon đó mọi người, da hỗn hợp là da của lon đó. Một cái làn da mà thật sự luôn là rất là khó để chiều, bởi vì da khô thì chúng ta sử dụng sản phẩm riêng biệt dành cho da khô, da dầu thì chúng ta sử dụng sản phẩm riêng biệt dành cho da dầu. Còn riêng cái da hỗn hợp lon đó thật sự mọi người luôn là khó chăm sóc cực kỳ. Bởi vì vùng chữ T là vùng trán, mũi, nhân trung, cằm, hai má trong này, nó sẽ đổ dầu liên tục. Lỗ chân lông ở hai bên này nó rất là to, và hai bên này thì nó sẽ bị khô. Nó bị khô và cảm giác rờ vào nó không có độ ẩm. Đó, rờ vào nó không có độ ẩm. Thì đó là làn da hỗn hợp nha. Rồi những bạn nào mà thuộc tiếp da hỗn hợp đó, các bạn rất là dễ bị lên mụn. Đặc biệt là giống như lon, rất là dễ bị lên mụn. Chỉ cần hôm đó không chăm sóc da thôi, chỉ cần hôm đó ăn cay một tí xíu thôi, chỉ cần hôm đó da mặt ra ngoài nắng một tí xíu thôi là sáng hôm sau ninh ninh là da sẽ bị xuất hiện mụn. Bởi vì nó sẽ kết hợp chăm sóc da theo từng vùng. Nếu như các bạn có kiến thức thì các bạn chăm sóc da theo từng vùng. Ví dụ như là vùng chữ T chúng ta chăm sóc dành cho da nhờn, hai bên má này chúng ta chăm sóc dành cho da khô. Nhưng mà các bạn không có kiến thức thì các bạn chỉ cần mua cho lon sản phẩm là thuộc da hỗn hợp hoặc là dành cho mọi loại da các bạn sử dụng. Các bạn không cần phải thêm mắm, thêm muối vào để làm gì nữa. Bởi vì các bạn xịn thì các bạn thêm, mà các bạn không xịn thì các bạn chỉ cần sử dụng đúng cho lon sản phẩm dành cho da hỗn hợp hoặc là sản phẩm dành cho mọi loại da. Đó, chỉ có hai cái đó thôi. Rồi giải pháp này, tập trung sử dụng sản phẩm cân bằng ẩm, là cân bằng giữa vùng chữ T này và cân bằng ở vùng hai bên má này. Chỉ cần như vậy thôi. Không rửa mặt quá nhiều lần trên một ngày, cũng giống như là da dầu, tất cả bộ loại da luôn. Chỉ rửa mặt cho lon đúng 2 lần trên mỗi ngày. Tẩy tế bào da chết 1-2 lần mỗi tuần, không bao giờ được thiếu bước này nha.
và nên chăm sóc da theo mùa. Ví dụ mùa hè chúng ta đổ nhiều dầu thì chúng ta nên kiềm dầu, kiểm soát bã nhờn. Mùa đông da khô hơn chúng ta nên cấp ẩm nhiều hơn một tí xíu nữa. Thì đó là cách chăm sóc dành cho những bạn nào mà thuộc tuyết da hỗn hợp. Hoặc là bạn nào mà đang gặp tình trạng da hỗn hợp đó, thì các bạn cũng khi mà các bạn chăm sóc đúng, chăm sóc kỹ thì da của chúng ta rất là đẹp và da của chúng ta lâu lão hóa cực kỳ. Bên cạnh đó thì nhớ là sử dụng cho lon các sản phẩm bổ sung từ bên trong nha, bởi vì nếu như mà các bạn sử dụng bên ngoài lẫn bên trong đó, thì da của chúng ta cũng như là cơ thể của chúng ta rất đẹp. Rồi cuối cùng thì chúng ta sẽ có da nhạy cảm. Da nhạy cảm khi nãy Loan đã nói rồi phải không ạ? Da nhạy cảm thì nó sẽ xuất phát từ hai nguyên nhân. Nhưng mà nguyên nhân mà Loan thấy là đa số da nhạy cảm chiếm nhiều nhất đó chính là do các bạn sử dụng kem pha, kem đặc, kem trộn, là những cái loại kem như là kem sâm, kem đà, kem ba cô gái, kem oxen vân vân, thì các loại kem đó nó sẽ thuộc cái dạng kem đặc, kem trộn. Kem đặc, kem trộn nó rất là dễ nhận biết nha. Chỉ cần mở cái hộp kem ra các bạn thấy cái chất kem nó màu đặc. Một là màu vàng, hai là màu trắng. Ngửi nó rất là thơm, cái mùi thơm nó hắc lắm. Nó hắc, nó khó chịu chứ không phải cái mùi thơm nó thiên nhiên nha. Cái mùi thơm nó hắc, nó khó chịu, và khi thoa lên trên da của mình thì cái da của chúng ta nó sẽ trắng ngay lập tức. Nghĩa là sau khi thoa xong là nó sẽ không thẩm thấu trong da của mình mà nó sẽ bật tông ngay lập tức. Và chỉ cần các bạn lỡ tay mà các bạn quẹt nhẹ lên trên má thôi thì cái lớp kem đó nó sẽ đi theo cái vân tay của mình luôn. Thì đó được xem như là kem đặc, kem trộn. Và sử dụng một tuần cho tới 2 tuần, thậm chí là một tháng các bạn cảm thấy là da trắng bong bóc thì đó là kem đặc, kem trộn ha. Những cái kem đó thoa lên trên da rất đẹp, một tháng thôi là da các bạn đẹp ngất. Nhưng mà nếu như các bạn thoa những cái sản phẩm đó thì da của chúng ta nó sẽ bị mỏng. Bị mỏng như vậy thì khi mà chúng ta ra nắng, ánh nắng mặt trời nó chiếu vào, nó sẽ bị nám, nó sẽ bị mụn, nó sẽ bị dị ứng, nó sẽ bị kích ứng, nó bị đủ thứ trên cuộc đời này cả. Bởi vì đó gọi là một cái lớp da non. Mà da non thì tất cả những cái gì trong cơ thể của mình nó sẽ đều biểu hiện trên cái làn da của mình. Nên là bạn nào mà đang sử dụng các sản phẩm đó thì các bạn nên ngưng giúp cho Loan ha. Vì quá mỏng cho nên là da sẽ bị đỏ và da sẽ bị xuất hiện mạch máu dưới da, hay còn được gọi là giãn mao mạch máu, giãn tĩnh mạch máu đó. Thì cái giãn tĩnh mạch máu đó nó sẽ có diện tích là lan rộng. Các bạn có một vài bạn là da mỏng quá thì các bạn sẽ gặp ngay ở phần bắp đùi của mình. Ví dụ như là Loan thì da người của Loan khá là mỏng cho nên là nó cũng gặp cái tình trạng như vậy, mặc dù là không sử dụng kem đặc, kem pha, kem trộn nha. Cái đó là do di truyền rồi, cái đó là do bẩm sinh cơ thể rồi. Thì cái giãn tĩnh mạch máu đó một chỗ, một vùng thôi, chỉ có một cái đốm nhỏ, một cái mạch máu nhỏ chỗ này thôi, nhưng mà nó sẽ bị lan rộng ra, trong khoảng thời gian nó sẽ lan rộng ra. Nếu như các bạn không muốn gặp trường hợp là những con giun nó đang bò trên mặt của mình, nó đang chạy trên mặt của mình, thì các bạn nên không nên đụng tới kem đặc, kem pha, kem trộn, thuốc bắc vân vân ha. Rồi, chất nhờn ít, chất nhờn có nghĩa là độ ẩm, chất nhờn ít thậm chí là không có luôn. Nó không có chất nhờn, nó không có độ ẩm luôn, da rất là da bị chì xuống, nó không bị sạch, nó không có được sáng bóng, rồi dễ kích ứng với mỹ phẩm, dị ứng với mỹ phẩm, kem dưỡng da vân vân. Thì đó là biểu hiện của da nhạy cảm. Vậy thì cách giải pháp để kiểm soát cái làn da này thì như thế nào? Tập trung vào vấn đề phục hồi da. Tập trung vào vấn đề phục hồi da này ở đây có nghĩa là khi mà các bạn bị bệnh á thì các bạn cần phải bổ sung những cái sản phẩm dưỡng chất từ bên trong cơ thể của mình để giúp làm cái gì? Để giúp cho cơ thể của chúng ta nó tái tạo, sản sinh ra collagen nhiều hơn. Thì khi mà các bạn tập trung vào vấn đề phục hồi da nó sẽ hiệu quả nó sẽ nhanh hơn. Còn khi mà các bạn đã bị bệnh rồi, các bạn đưa thuốc vào ngay lập tức thì da của chúng ta nếu như yếu quá thì nó sẽ bị bung. Cho nên là các bạn cần bồi bổ cơ thể của mình trước, sau đó chúng ta sử dụng các sản phẩm dưỡng da ở bên ngoài thì nó sẽ đảm bảo cho các bạn là 90% da của chúng ta sẽ được phục hồi. Sử dụng các sản phẩm nhiều nhẹ, hạn chế sử dụng các sản phẩm có tính bào mòn da. Ví dụ như là da nhạy cảm thì chúng ta không được sử dụng tẩy tế bào da chết giống như Loan đã nói khi nãy ha. Bổ sung các loại vitamin và khoáng chất và bảo vệ da, tránh khỏi những tác hại từ môi trường như là ánh nắng, khói bụi, bụi bẩn vân vân. Chúng ta không được chạm tới cái đó nha. Rồi, như vậy là chúng ta đã đi qua 5 làn da khác nhau. Vậy thì các bước chăm sóc da cơ bản ở đây chúng ta sẽ gồm có những cái bước nào? Đây là những cái bước chăm sóc da cơ bản thôi nha. Cơ bản có nghĩa là dành cho những bạn nào mà mới tập tành dưỡng da này, dành cho những bạn nào mà chưa biết dưỡng da là cái gì, hoặc là dành cho những bạn nào mà có một cái làn da mà nó gọi là nó
nó vừa nhạy cảm xong, nhưng mà các bạn muốn cho vào một cái quy trình chăm sóc da thì các bạn phải dùng cho Loan các cái bước chăm sóc da cơ bản này trước, sau đó chúng ta mới đến những cái bước chăm sóc da nâng cao. Thì các bước chăm sóc da cơ bản đầu tiên và rất là quan trọng đó chính là nước tẩy trang. Nước tẩy trang này thì thật ra là nước tẩy trang này thật ra là của Oriflame, là nó, tại vì Loan có đọc rất là nhiều bài báo liên quan về nước tẩy trang, thì có một vài và có một vài cơ sở uy tín nói rằng là nước tẩy trang chúng ta có thể sử dụng, không cần phải sử dụng lại. Nó như thế nào nhỉ? Không, sau khi mà tẩy trang xong thì chúng ta không cần phải sử dụng lại với sữa rửa mặt. À, đó là nước tẩy trang của Oriflame nha, là chúng ta không cần phải sử dụng lại với sữa rửa mặt. Tuy nhiên là Loan muốn cái bước làm sạch nó phải thật là sạch sẽ nhất. Và một người kỹ tính thì chúng ta sau khi tẩy trang xong nhớ là phải sử dụng sữa rửa mặt ngay lập tức. Và nước tẩy trang của Oriflame, nước tẩy trang của Oriflame nha, thì nó rất là dịu nhẹ, cho nên là những bạn nào mà thuộc cái làn da nhạy cảm nhất chúng ta vẫn có thể sử dụng được, nhưng mà không gây đến tình trạng là khô da. Bởi vì có một vài nước tẩy trang ở ngoài thị trường thì nó sẽ chứa cồn, cho nên là sau khi mà chúng ta tẩy xong thì da của chúng ta nó sẽ bị khô căng và nó sẽ gây kích ứng da. Còn đối với nước tẩy trang của Oriflame tháng này đang giảm giá luôn này, nước tẩy trang của Oriflame thì nó sẽ không có gây ra những trường hợp như vậy, không chứa cồn cho nên là không gây ra kích ứng hơn. Sau khi tẩy trang xong thì chúng ta sẽ sử dụng sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt thì Loan có một lời khuyên như thế này: mỗi người nên có ít nhất cho Loan là 2 tuýp sữa rửa mặt. Một tuýp chúng ta sử dụng vào ban đêm và một tuýp chúng ta sử dụng vào ban ngày. Bởi vì vào ban đêm thì chúng ta cần gì? Chúng ta cần làm sạch da, bởi vì suốt cả một ngày dài chúng ta đi làm như vậy, chúng ta đi học, chúng ta đi chơi vân vân thì da của chúng ta rất là dơ. Vì thế là mình cần những cái sản phẩm mà nó là dạng gel, nha, và nó sẽ tạo bọt nhiều hơn một tí xíu để da của chúng ta nó được sạch hơn. Tuy nhiên vào buổi sáng thì Loan khuyên mọi người nên có một chai sữa rửa mặt riêng, hoặc là chúng ta sử dụng nước cân bằng độ ẩm để lau lại da mà chúng ta không cần phải sử dụng sữa rửa mặt. Nhưng nếu được thì cho Loan một tuýp sữa rửa mặt riêng vào buổi sáng. Và sữa rửa mặt vào buổi sáng nó là dạng kem. Dạng kem có nghĩa là dạng không tạo bọt, không chi hết đó, chỉ là làm sạch da, cung cấp độ ẩm cho da thôi. Bởi vì ngủ một đêm như vậy thì da của chúng ta nó không có bị dơ, cho nên là mình có thể sử dụng cái sản phẩm dạng kem đó để mình rửa sạch cái mặt của mình là được rồi, không cần phải sử dụng dạng gel. Đó là một cái mẹo mà Loan muốn chia sẻ với mọi người. Những bạn nào mà muốn cái quy trình chăm sóc da của mình nó xịn hơn một tí, nó chuẩn hơn một tí thì các bạn làm giống như Loan nha. Rồi, tiếp tục thì chúng ta có nước cân bằng ẩm, hay còn được gọi là nước toner. Thì đây là một cái bước giúp cho chúng ta loại sạch những cái bụi bẩn còn sót lại trên bề mặt da của mình. Chúng ta chỉ cần cho sản phẩm nước cân bằng ẩm và một miếng bông tẩy trang, sau đó chúng ta lau khắp mặt của mình đi. Thì sau khi mà các bạn lau xong, các bạn cầm cái miếng bông ra, nếu như các bạn cảm thấy dơ thì các bạn nên đi rửa mặt lại giúp cho Loan một lần nữa nha. Bởi vì khi mà da của chúng ta dơ mà chúng ta tiếp tục cho những sản phẩm kem dưỡng da lên trên bề mặt da của mình nữa thì lỗ chân lông của mình nó sẽ bít tắc lại và nó sẽ sinh ra ổ vi khuẩn và nó sẽ xuất hiện mụn. Nên là nước cân bằng nó sẽ là một cái biện pháp, nó sẽ là một cái sản phẩm để giúp cho da của chúng ta sạch sâu hơn thêm một lần nữa và cân bằng lại độ ẩm bị mất khi mà chúng ta trong cái quá trình mà chúng ta rửa mặt. Tiếp tục thì chúng ta sẽ có tẩy da chết. Thì mỗi tuần tẩy da chết cho lông 2 lần, 1-2 lần tùy theo từng làn da khác nhau. Khi nãy Loan đã giải thích rồi phải không ạ? Sau khi tẩy da chết xong thì đó được xem như là thời điểm vàng để cho chúng ta đắp mặt nạ. Sau khi mà tẩy tế bào da chết xong thì da của chúng ta đang cần phải hấp thu rất là nhiều dưỡng chất. Thì trong các sản phẩm mặt nạ nó sẽ để rất là nhiều dưỡng chất trong đó, cho nên là sau khi mà tẩy xong các bạn nên cho mặt nạ lên trên da của chúng ta đắp ngay lập tức. Để làm cái gì? Để da của chúng ta nó được ăn những cái dưỡng chất, nó thẩm thấu sâu bên trong da của mình hơn. Chính vì thế là sử dụng mặt nạ sau tẩy tế bào da chết là một biện pháp hữu hiệu và giúp cho da của chúng ta đẹp một cách nhanh nhất. Rồi, tiếp theo là kem dưỡng ẩm và cuối cùng là chống nắng vào ban ngày. Thì đây là những cái bước chăm sóc da cơ bản. Còn chuyên sâu thì chúng ta cần phải có kem dưỡng mắt này, chúng ta cần phải có tinh chất này, rồi chúng ta cần phải có các bước bổ sung rất là nhiều. Thì đây là những bước cơ bản nhất nha.
bạn nào mà đi tư vấn, nếu như khách hàng của mình không biết cách chăm sóc da như thế nào cho đúng thì các bạn cứ tư vấn theo đúng cái liệu trình như thế này cho Loan thì đã đủ cho một cái bước chăm sóc da cơ bản rồi. Rồi tầm 1 tháng, tầm 3 tháng, 4 tháng nếu như khách hàng của chúng ta muốn nâng cao hơn nữa thì chúng ta hãy cứ thêm vào các sản phẩm mà chúng ta muốn tư vấn cho khách hàng của mình. Rồi, tiếp tục thì mình sẽ đến với các sản phẩm đang được giảm giá trong kỳ catalog tháng 7 lần này. Thì mọi người lưu ý giúp cho Loan nha, mọi người hãy nhớ thật là kỹ những cái thông tin mà Loan đã nêu ra, những cái thông tin mà Loan đã hướng dẫn mọi người trong buổi livestream ngày hôm nay, đặc biệt là cái phần đầu tiên, cái phần nãy giờ Loan chia sẻ. Thì tuần sau chúng ta sẽ có thêm một buổi livestream khác về một cái chủ đề khác, nhưng mà Loan sẽ có những cái câu hỏi ôn tập, và những câu hỏi ôn tập này nó sẽ là những cái câu hỏi giúp cho mọi người trả, nếu như các bạn trả lời đúng thì nó sẽ giúp cho mọi người nhận được những cái phần quà nho nhỏ từ công ty. Lâu nay thì ít gặp mọi người cho nên là các bạn không biết là các bạn có quên hay là không, nên là tuần sau chúng ta sẽ quay trở lại và chúng ta sẽ có những cái câu hỏi ôn tập, trả lời được những câu hỏi đó các bạn sẽ có quà, được chưa? Rồi, thì mình sẽ đến với các sản phẩm đang được giảm giá trong kỳ catalog tháng 8. Đọc comment của mọi người một tí xíu nha. Nãy giờ các bạn đã học rất là nhiều kiến thức rồi phải không ạ? Hãy nắm rõ tất cả các kiến thức đó để tuần sau chúng ta có một buổi livestream khác và Loan sẽ hỏi là các kiến thức đó rất là đơn giản thôi, nhưng mà nếu như các bạn không trả lời được thì thật sự luôn luôn là những cái phần quà đó nó sẽ dành cho những bạn khác. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ có thanh giảm mụn đang được giảm giá trong kỳ catalog tháng 7 lần này. Thì thật ra các sản phẩm mà Loan chia sẻ trong buổi livestream này thì sẽ có một vài sản phẩm đang bị cháy hàng, nhưng mà các bạn cứ học hết đi, không có thừa đâu. Bởi vì khi các bạn học hết, nếu như sản phẩm về thì chúng ta cũng có kiến thức mà chúng ta chia sẻ và chúng ta tư vấn với khách hàng của mình, được chưa? Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ có thanh giảm mụn của dòng Live Nature, và sản phẩm này nó là dạng thỏi, và sản phẩm này nó sẽ che được các đốm mụn đỏ. Bởi vì sao? Cái chất của sản phẩm, cái màu của sản phẩm nó là màu xanh, và trong trang điểm nha, màu xanh nó sẽ khử được những cái đốm đỏ ở trên da của mình. Cho nên là các bạn, khi mà các bạn thấy những cái bạn mà makeup artist này, các bạn mà chuyên về trang điểm, các bạn luôn có một cái bảng palette là một cái bảng màu á, cái bảng màu đó nó sẽ có màu xanh, màu đỏ, màu vàng, vân vân, rất là nhiều màu trong đó để cho các bạn có thể che được những cái khuyết điểm ở trên da của mình. Chính vì thế là sản phẩm thanh giảm mụn của chúng ta, ngoài cái vấn đề là giúp che đi những cái đốm mụn đỏ, bảo vệ những cái đốm mụn đỏ, ngoài cái vấn đề là nó sẽ giảm kích thước mụn này, rồi hạn chế mụn này, rồi nó sẽ bảo vệ cái đốm mụn của chúng ta một cách tuyệt đối nhất, thì nó cũng là một cái sản phẩm rất là hữu hiệu dành cho những bạn nào da có mụn nhưng mà lại thích makeup, lại thích trang điểm. Trang điểm thì các bạn không có che được cái mụn đỏ đó, thì bây giờ chúng ta đã có sản phẩm thanh giảm mụn này. Chỉ cần che cái màu xanh lên trước, sau đó chúng ta tán kem nền lên và chúng ta cho thêm một lớp kem trang khuyết điểm lên, thì cam kết với mọi người nốt mụn của chúng ta nó sẽ được che lấp một cách hoàn toàn 100%. Chính vì thế là khi mà các bạn thấy là những cái ngôi sao, diễn viên, điện ảnh, người ta cũng có mụn chứ, không ai là không có mụn hết, đặc biệt là trong cái thời điểm này nữa. Da đẹp tới mấy cũng có mụn mà, nhưng mà người ta biết cách che, người ta biết cái công đoạn, biết cái kỹ xảo, cho nên là người ta che một cách rất là nhìn rất là tự nhiên. Nên là bây giờ chúng ta cũng có rồi, bạn nào mà có mụn hay là mụn đỏ vân vân thì các bạn lấy cái này các bạn che vào. Loan thì Loan sử dụng sản phẩm này cũng phải là 3 tuần, xin lỗi mọi người, 4 tuần rồi. Loan là Loan được sử dụng trước ha, Loan sử dụng sản phẩm này cũng phải là 4 tuần rồi. Rồi, và sản phẩm này thì được chiết xuất từ chanh hữu cơ và dầu tinh dầu tràm trà. Chanh thì sao? Chanh thì nó sẽ giảm mụn rất là tối ưu, cho nên là công dụng của sản phẩm này nó sẽ giảm kích thước mụn này, cũng như là giảm vết thâm mụn này. Rồi tinh dầu tràm trà nó sẽ kháng khuẩn và kháng viêm rất là tốt, nhưng mà giá thì chỉ có 99.000 mà thôi. 99.000 cho một cái tuyết, một cái thỏi như vậy thì mọi người thấy rẻ không ạ? Loan thấy rẻ, bởi vì một cái bảng palette mà ngoài thị trường bán là một cái bảng màu thôi, chứ nó không có chất gì trong đó, nó không có thành phần gì trong đó đâu, thì nó cũng đã 200-300.000 một cái bảng đó rồi. Nhưng mà cái của mình thì nó chỉ có 99.000 mà thôi, nhưng mà nó lại có thêm cho chúng ta những cái thành phần rất là tốt cho da của mình. Thoa lên trên da thì các bạn cũng không sợ là da của chúng ta nó bị thế này thế kia. Còn những cái bảng mở ngoài thị trường thì nó không có một cái gì trong đó cả, nó chỉ là một cái bảng màu. Thoa lên trên da, bạn nào mà da nhạy cảm quá thì nó cũng gặp những cái vấn đề không có tốt cho da của mình hơn. Cái này các bạn cũng có thể
mang đi để tư vấn cho những cái bạn mà đang làm trang điểm á. Các bạn làm trang điểm chắc chắn là các bạn sẽ mua cái này, hoặc là bạn nào mà gặp trường hợp mụn đỏ rồi mụn thâm vân vân, lấy cái này để sử dụng nha. Rồi chúng ta sẽ có dòng Cool Skin, là một cái dòng sản phẩm rất là nổi tiếng tại Oriflame bởi công dụng là điều tiết bã nhờn, giảm mụn. Đặc biệt là nó sẽ dành cho những bạn nào mà đang có gặp tình trạng là da dầu, da hỗn hợp thiên dầu, hoặc là các bạn muốn thanh lọc da của chúng ta một cách tối ưu hơn thì chúng ta sẽ sử dụng bộ sản phẩm Cool Skin này. Và trong tháng 7 thì nó giảm giá hai sản phẩm là tẩy tế bào da chết và nước cân bằng ẩm. Nước cân bằng ẩm, tẩy tế bào da chết nãy Long nói rất là nhiều rồi phải không ạ? Và nước cân bằng ẩm thì Long cũng đã nói về cái công dụng nước cân bằng ẩm rồi. Vậy thì sản phẩm này nó sẽ chứa cái gì? Nó sẽ chứa quả lựu. Quả lựu thì chống oxy hóa rất là tốt, và bên cạnh đó thì nó sẽ có thành phần axit salicylic. Thì đây là một cái thành phần được xem như là BHA, có một cái tên ngắn gọn hơn là BHA. Đây là một cái dạng thành phần, một cái thành phần rất là tốt cho da mụn. Bởi vì nếu như mà các bạn có làn da mụn mà các bạn sử dụng các bộ sản phẩm trị mụn thì đều có cái thành phần axit salicylic này. Đây được xem như là có nghĩa là đối với làn da mụn á, người ta rất là kỹ cái thành phần đối với các đốm mụn á, nó rất là kỹ với cái thành phần axit salicylic này, bởi vì nó là một cái thành phần giúp để diệt đi các cái đốm mụn một cách tận gốc. Bởi vì axit salicylic thì nó cũng giải thích luôn cho với mọi người, nếu như mà khách hàng của chúng ta có hỏi, hoặc là nếu như khách hàng của chúng ta có gặp những cái trường hợp ví dụ như là mụn nó nổi lên nhiều hơn sau khi mà chúng ta sử dụng bộ Cool Skin. Có một vài khách hàng nói với Loan rằng là em ơi, tại sao mà da của chị hiện tại đang có những cái mụn ẩn li ti ở dưới da thôi, hoặc là chị đang có những một vài đốm mụn thôi, nhưng mà sau khi mà chị sử dụng cái sản phẩm Cool Skin này, mụn nó lại lên nhiều hơn, mụn nó ồ ạt hơn, nhìn cái da của chị nó không có được như xưa nữa. Thì gặp những cái trường hợp đó, mọi người hãy tư vấn giúp cho Loan rằng là dạ thưa chị, trong sản phẩm của mình nó có thành phần là axit salicylic, là một cái thành phần axit gốc dầu, là một thành phần axit BHA gốc dầu, mà gốc dầu theo định lý là dầu sẽ được hòa tan trong dầu, cho nên là khi mà chị sử dụng các sản phẩm mà liên quan đến thành phần BHA thì những cái thành phần đó nó sẽ len lỏi vào tận sau lỗ chân lông của chị, nó sẽ đẩy hết tất cả những cái bụi bẩn đó lên trên bề mặt da của mình, cho nên việc chị xuất hiện mụn nhiều hơn là một cái điều hiển nhiên và dĩ nhiên. Nếu như chị không sử dụng các sản phẩm của Oriflame mà chị sử dụng các sản phẩm khác mà có thành phần BHA này thì nó cũng gây ra tình trạng y chang như vậy, không khác gì cả. Thì nếu như mà mụn nó trồi lên trên da của chúng ta thì chúng ta sẽ dễ dàng xử lý hơn so với cái việc là nó nằm im ỉm ở dưới da, phải không ạ? Cho nên là khi mà chúng ta gặp những cái trường hợp như vậy thì các bạn làm ơn hãy nói với khách giùm cho Loan là như vậy nha, tại vì Loan nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi liên quan về cái bộ sản phẩm Cool Skin này rồi, và Loan phải đi trả lời cho tất cả các anh chị nhà phân phối của mình. Nên là sau này là hướng dẫn cho các bạn nhà phân phối mới á, thì các bạn cũng hướng dẫn luôn cái thành phần này giúp cho Loan nha. Rồi, thì đó là bộ sản phẩm Cool Skin á. Chúng ta sẽ có tẩy da chết và chúng ta sẽ có nước cân bằng ẩm. Nãy Loan nói cái câu gì mà Loan cũng không biết diễn tả như thế nào, chứ không phải là không biết nói ha. Loan không biết diễn tả nó như thế nào. À, kẻ thù, đúng rồi. Và chừng Loan mới nhớ. Acid salicylic là kẻ thù của các đốm mụn. Thật sự luôn. Thành phần này trị mụn rất là tốt nha. Bạn nào bị mụn là cứ bạn nào bị mụn mà thuộc tiếp da hỗn hợp, thuộc tiếp da nhờn nữa, các bạn sử dụng các thành phần BHA này rất là hiệu quả. Mà chúng ta cũng không được lạm dụng nha, chúng ta hãy dùng đủ một cái lượng vừa đủ thôi. Rồi, bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm rất là mới trong tháng 8 này, đó chính là mặt nạ lột Cool Skin. Loan rất là thích, Loan mê cái sản phẩm này luôn cả nhà, bởi vì sử dụng hả, Loan cứ nghĩ là trước giờ là da của mình nó chỉ có lâu lâu nó xuất hiện một vài đốm mụn thôi, chứ không nghĩ rằng là mũi của mình nó có mụn này, không nghĩ rằng cằm của mình nó có mụn này, không nghĩ rằng những cái vùng ở trong gương mặt của mình nó lại có mụn, mà gọi là mụn nhiều đến như vậy luôn. Bởi vì Loan là người trải nghiệm trước, Loan có làm một cái video mà Loan cảm thấy rằng là cái video nó nhìn nó
nhìn nó hơi khô qua ra quá, cho nên là Long cũng không dám post. Khi nào Long làm lại một cái video rồi Long sẽ post lên cho mọi người xem thử rằng là cái hiệu quả của sản phẩm này mang lại là nó như thế nào ha. Thì đầu tiên nói về cái sản phẩm này một tí xíu đi. Thì đây là mặt nạ lột Pool Skin, dành cho những bạn nào mà có mụn cám này, dành cho những bạn nào mà có mụn đầu đen này, dành cho những bạn nào mà đang muốn lấy đi những cái bã nhờn ở trên gương mặt của mình, thì chúng ta sử dụng cái sản phẩm này ha. Và cách sử dụng rất là đơn giản, chỉ cần chúng ta làm sạch da của mình, chúng ta tẩy tế bào da chết cho da đi, để da của chúng ta nó thông thoáng hơn, lỗ chân lông của chúng ta nó được giãn nở to hơn một tí xíu. Sau đó chúng ta lau khô mặt của mình cho một cái lượng vừa đủ lên trên những cái vùng da mà chúng ta cần phải lột mụn, hoặc là toàn bộ gương mặt luôn, hoặc là cái vùng mũi, hoặc là vùng cằm thôi, tùy theo mọi người. Mọi người thấy chỗ nào nhiều mụn thì chúng ta sẽ cho cái sản phẩm đó lên một cái lượng vừa đủ, không quá dày, không quá mỏng. Sau đó chúng ta kiếm một cái miếng bông tẩy trang, một cái miếng bông tẩy trang mà dùng để đắp toner á, hoặc là một cái miếng mặt nạ giấy. Mặt nạ giấy ở đây là không có tinh chất nha, là một cái miếng mặt nạ giấy bình thường thôi. Chúng ta đắp lên, sau đó chúng ta để nguyên từ 20 phút cho tới 30 phút, để nguyên như vậy. Rồi từ từ chúng ta bóc ngược từ dưới lên, từ dưới có nghĩa là phía dưới cằm này, chúng ta bóc ngược lên để cho các đốm mụn nó sẽ dễ dàng nó đi ra theo cái chiều hướng là đi ngược như vậy, thì nó sẽ ra tới tận gốc của mình luôn. Rồi đó là cách sử dụng cũng như là đối tượng mà chúng ta nhắm tới, mà hầu như ai có mụn. Cho nên là sản phẩm này rất là dễ bán và nó đang bị cháy hàng đó mọi người ơi. Rồi trong sản phẩm này thì nó sẽ có thành phần là than đen hoạt tính. Than đen hoạt tính thì rất là nổi tiếng với công dụng là làm sạch chuyên sâu. Làm sạch chuyên sâu thì các bạn cứ thấy là sản phẩm nào mà nó có cái thành phần than đen hoạt tính thì các bạn cứ biết được rằng là à, đó là cái sản phẩm mà nó sẽ giúp làm sạch da một cách chuyên sâu nhất, lấy mọi cặn bã ở trong da, lấy mọi bã nhờn ở trong da của mình, thì đó là cái tính chất của thành phần than đen hoạt tính. Và bên cạnh đó thì nó sẽ có chứa là quả dứa. Thì quả dứa thì nó sẽ chứa hàm lượng vitamin C rất là cao, cho nên là bạn nào mà đang gặp tình trạng là vết thâm, các bạn sử dụng cái sản phẩm này nó chứa cái hàm lượng vitamin C cao như vậy thì nó cũng sẽ một phần nào đó giúp cho da của chúng ta mờ đi các đốm thâm một cách rõ rệt nhất, và nó sẽ loại bỏ đi những cái mảng da chết ở trên da của mình. Rồi, như vậy là chúng ta đã đi sơ lược về sản phẩm này với giá là 139.000, rất là rẻ đúng không? Một tuyết như vậy thì Luân sử dụng cũng phải là 3 tháng, 2 tháng rưỡi tới 3 tháng nếu như mà sử dụng mỗi tuần từ một lần cho tới 3 lần đó. Rồi thì chia sẻ cái vấn đề mà Luân lột mụn, Luân lột ngay cái chỗ lột mũi này này, Luân lột ngay cái chỗ mũi này, lột ngay cái chỗ cằm này, thì khi mà Luân bóc ra, không bao giờ nghĩ rằng là trời ơi, mụn của mình nó lại nhiều đến như vậy mà nó làm nguyên cả rợp, nó làm nguyên một mảng luôn, có nghĩa là nguyên một cái mảng bông mà Long đắp lên trên mặt á, chỗ nào nó cũng có mụn, thậm chí là mụn li ti, mụn cám, mụn bã nhờn, rồi mụn sợi trắng nó ra hết. Cho nên là bạn nào mà muốn mang đến cái hiệu quả cao nhất thì Long khuyên là các bạn nên đắp thêm cho Long một cái miếng bông tẩy trang lên, miếng bông tẩy trang mà không có sơ nha, cái miếng bông tẩy trang mà phải xé nó không có bị rách á, rồi một cái miếng mặt nạ giấy lên các bạn lột ra, thì cam kết mọi người mụn nó sẽ ra hết. Rồi, tiếp tục thì chúng ta sẽ đến sau khi mà chúng ta đã cho cái làn da mụn những cái lời khuyên, cũng như là chúng ta đã có những cái bộ sản phẩm chăm sóc da riêng biệt dành cho da mụn rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với các sản phẩm chăm sóc da dành cho da khô và da nhạy cảm. Da khô và da nhạy cảm thì chúng ta sẽ có bộ sản phẩm Lip Nature lúa mạch và quả kỷ tử. Thì nếu như các bạn mà gặp da khô, các bạn tư vấn cái bộ sản phẩm này cho Loan này. Nếu như các bạn gặp cái da mà nó nhạy cảm thì các bạn cũng tư vấn sản phẩm này cho Loan này. Và sản phẩm này thì lúa mạch nó là một cái thành phần từ ngàn đời xa xưa đến nay rồi, nó được xem như là một sản phẩm, một cái thành phần giúp làm mềm da một cách tức thì. Chỉ cần đắp lúa mạch đúng một lần duy nhất thôi là các bạn đã cảm thấy là da của mình nó mịn bâng rồi. Và nếu như các bạn duy trì đắp lúa mạch mỗi ngày như vậy thì mỗi tuần như vậy thì da của chúng ta rất là mềm, rất là mịn. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có quả kỷ tử. Kỷ tử là những cái quả mà nó đo đỏ mà nó nhỏ nhỏ mà chúng ta hay ăn trong thuốc bắc hoặc là trong chè dưỡng nhan. Trong chè dưỡng nhan nó sẽ có cái thành phần quả kỷ tử đó. Thì quả kỷ tử đó nó sẽ giúp nuôi dưỡng và tái tạo da của mình. Da nhạy cảm thì cần gì? Cần tái tạo da, nuôi dưỡng da. Cho nên là quả kỷ tử nó sẽ là cái thành phần giúp cho làn da nhạy cảm phục hồi được cái vấn đề đó. Và trong tháng này thì nó sẽ giảm giá 3 sản phẩm là
mặt nạ này, nước rửa và kem dưỡng. À mọi người nghe nước rửa nó cũng hơi lạ lạ đúng không ạ? Và hầu như cũng không lạ đối với những bạn mà nhà phân phối hiện tại rồi. Chỉ có là những bạn nhà phân phối mới thì chúng ta nghe hơi lạ một tí xíu. Nước rửa ở đây có nghĩa là nó sẽ kết hợp nước rửa mặt và nước cân bằng độ ẩm, hai công dụng trong cùng một sản phẩm như vậy. Thì buổi sáng, ở buổi tối thì thật ra thì da nhạy cảm, nếu như các bạn da nhạy cảm mà các bạn không có sử dụng trang điểm vân vân thì các bạn có thể sử dụng sản phẩm này buổi tối. Nhưng mà nếu như các bạn có sử dụng trang điểm, các bạn có sử dụng kem chống nắng thì Long khuyên rằng là buổi tối chúng ta vẫn sử dụng các sản phẩm sữa rửa mặt bình thường. Buổi sáng chúng ta sử dụng cho Long cái sản phẩm nước rửa này, tất cả những cái làn da luôn, thậm chí là da của Long buổi sáng Long vẫn sử dụng cái sản phẩm nước rửa này để lau khắp cái bề mặt da của mình. Thì chăm sóc da là một cái gọi là sự sáng tạo. Khi mà các bạn biết về kỹ năng, khi mà các bạn đã có những cái kiến thức cơ bản nhất định rồi thì các bạn có thể biến tấu những cái sản phẩm của chúng ta thành nhiều cái công dụng khác nhau, chứ không phải là cái này là nó là chỉ là công dụng này thì chúng ta chỉ dùng nó là công dụng đó thôi và chúng ta không biến tấu cái sản phẩm của mình ra được. Nhưng mà nếu như các bạn có kỹ năng này, các bạn có kiến thức này thì các bạn có thể sử dụng sản phẩm của mình nó trở thành nhiều dạng rất là khác nhau, nên là cái này là tùy theo cái cách sử dụng của mỗi người ha. Tiếp tục thì chúng ta sẽ có nguyên một bộ sản phẩm sữa rửa mặt và nước cân bằng ẩm của dòng Optimal. Thì nếu như mà các bạn thuộc tuyết da nhờn, nếu như mà các bạn không có sữa rửa mặt, tháng này nó không có sẵn giảm giá sữa rửa mặt dành của cái dòng Full Skin, thì chúng ta cũng có thể tư vấn cái bộ sản phẩm Optimal Hyramid này dành cho những bạn nào mà thuộc tuyết da nhờn, bởi vì nó có luôn cả sữa rửa mặt, nó có luôn cả nước cân bằng ẩm, nhưng mà cái giá thành của nó rất là mềm, chỉ có 159.000 cho mỗi sản phẩm mà thôi. Cho nên là cái này thì mọi người cũng có thể kết hợp được ha. Da nhờn thì chúng ta hãy lựa chọn liệt kê những cái sản phẩm đang được giảm giá dành cho da nhờn chúng ta tư vấn. Còn da hỗn hợp, da thường thì chúng ta sẽ tư vấn cái bộ sản phẩm Optimal Hera Radiant này, bởi vì đây là một cái bộ sản phẩm nó sẽ giúp làm sạch da của mình nhưng mà không có bị khô da. Và cuối cùng chúng ta sẽ có một cái bộ sản phẩm nước rửa mặt và nước cân bằng ẩm của dòng Optimal Even Out. Đây là một bộ sản phẩm giúp làm đều màu và giúp da của chúng ta cải thiện được các vấn đề liên quan về sắc tố da là melanin. Thì đây là cái ba bộ sản phẩm dành cho ba đối tượng da khác nhau. Loan thì cái nào loan cũng dùng được hết. Loan không có ngại, bởi vì nếu như mà loan cảm thấy là hôm đó da đổ nhiều dầu quá thì loan sẽ sử dụng các sản phẩm dành cho da dầu. Nếu như hôm đó loan cảm thấy da của mình nó bình thường thì nó sẽ sử dụng những cái sản phẩm như là cái dòng Optimal Hera Radiant này. Còn nếu như hôm nào đó mà cảm thấy là da của mình nó hơi bị sậm màu một tí xíu, nó hơi bị tối màu một tí xíu thì mình sẽ sử dụng Optimal Even Out. Thì Lo sử dụng rất là đa dạng sản phẩm. Ai mà hỏi Lo là đang sử dụng cái sản phẩm gì thì Lo liệt kê ra chắc là cũng sẽ không bao giờ là đủ để cho Lo sử dụng. Nhưng mà nếu như các bạn hỏi Lo uống gì thì xin thưa luôn là Lo uống Wellness Viên, uống Wellness Bột. Trước khi bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay thì Loan đã uống Wellness Bột để lấy năng lượng để chia sẻ cho các bạn này. Rồi uống Aqua Flow, Prebiotic, rồi tảo, rồi canxi vân vân. Loan uống rất là nhiều thứ cho nên là da của mình rất là khỏe. Khi mà các bạn da các bạn khỏe này, các bạn sử dụng những cái sản phẩm nhiều loại như vậy thì da của chúng ta nó cũng sẽ không gặp bất cứ một cái vấn đề gì cả. Còn những bạn nào mà da không khỏe mà các bạn sử dụng giống như Loan thì các bạn sẽ gặp tình trạng là kích ứng ngay lập tức ha. Nên là phải tập trung vào vấn đề là chăm sóc sức khỏe và làm cải thiện cái làn da của mình, thì khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm thì da của chúng ta nó mới đẹp được. Rồi mỗi sản phẩm là chỉ có giá là 159.000 cho mỗi sản phẩm như thế này thôi ha. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta sẽ giảm giá sản phẩm là tinh chất Optimal Even Out. Thì đây là một cái sản phẩm của dòng Even Out, nó cấp set ra để cho nó bán thì mọi người sẽ được những cái ưu đãi nó hấp dẫn hơn. Ví dụ như là thông thường một chai tinh chất là 599.000 nhưng mà cấp set ra thì chỉ còn 339.000, rất là ưu đãi đúng không? Nếu như các bạn mua thì chỉ còn chắc cũng còn 200-300 mà. Rồi thì đây là một cái sản phẩm có chứa thành phần là phức hợp dưỡng sáng da Lumilight, thì đây là một cái thành phần đặc trưng của bộ sản phẩm Optimal Even Out. Rồi thì cái công nghệ, thì cái phức hợp dưỡng sáng da Lumilight này nó sẽ mang đến hai công dụng. Công dụng thứ nhất đó chính là làm mờ các đốm nám sạm trên da. Công dụng thứ hai là ngăn ngừa các khuyết điểm về sắc tố da. Thì
Nếu như các bạn hỏi Lon rằng là trong cái bộ chăm sóc da thì tinh chất nó có quan trọng hay không, thì xin thưa với mọi người luôn, ai mà hỏi Lon câu đó thì Lon xin thưa luôn là rất là quan trọng. Bởi vì tinh chất nó sẽ là một cái thành phần giúp kích sản phẩm. Kích sản phẩm ở đây có nghĩa là sao? Ví dụ các bạn muốn da của chúng ta nó trắng hơn thì các bạn phải sử dụng tinh chất vào, nó là một cái đường dẫn. Nó là một cái đường dẫn nha. Để làm cái gì? Để cho kem dưỡng da nó thẩm thấu sâu bên trong da của mình. Nếu như so sánh hai bạn, một bạn sử dụng tinh chất, một bạn sử dụng không sử dụng tinh chất, thì cái bạn sử dụng tinh chất kèm với lại là các sản phẩm kem dưỡng da thì bạn này hiệu quả nhanh hơn so với bạn này. Bởi vì nó sẽ là một cái đường, nó sẽ là một cái công cụ là kích sản phẩm, kích kem dưỡng da. Ví dụ các bạn muốn kích trắng này thì các bạn sẽ sử dụng sản phẩm tinh chất để các bạn kích trắng này. Các bạn muốn kích thích sản sinh collagen này thì các bạn sử dụng các sản phẩm mà serum mà có liên quan đến collagen, ví dụ như là bộ Nova E-Collagen, thì nó sẽ giúp cho da của chúng ta cải thiện các tối ưu hơn, cải thiện nhanh hơn, và nó sẽ thúc đẩy quy trình dưỡng da của chúng ta nó nhanh hơn rất là nhiều. Nên là tháng này đang giảm giá, bạn nào mà đang sử dụng hai cái sản phẩm mà Optimal Even Out ngày và đêm, các bạn chưa có kem dưỡng thì các bạn nhớ là mua cái sản phẩm này cho Loan nha. Loan rất là thích sử dụng các sản phẩm tinh chất, hầu như là Loan xài tinh chất rất là nhiều. Một cái chai tinh chất, một cái chai nha, thông thường một người bình thường á, người ta sử dụng một chai như vậy là cũng phải là 3 tháng tới 4 tháng người ta sẽ hết một chai. Nhưng mà Loan thì không, Loan sử dụng là 1 tháng cho tới 1 tháng rưỡi thôi là hết chai tinh chất. Bởi vì Loan thoa rất là nhiều, Loan thoa tất cả vùng cổ Loan cũng thoa, mà vùng da mặt Loan cũng thoa, còn dư là luôn Loan thoa luôn trên tay của mình. Bởi vì tinh chất nó là một cái sản phẩm rất là, tinh chất hay còn gọi là serum á, nó là một cái sản phẩm rất là hữu hiệu trong cái quy trình chăm sóc da của mình. Tháng này đang được giảm giá, bạn nào mà không mua mà tháng sau không giảm nữa thì bạn đó là hối tiếc nha. Sản phẩm này công dụng dành cho mọi loại da, công dụng là giúp sáng da, ngăn ngừa các đốm nám sạm trên da của mình. Rồi, bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có bộ sản phẩm Optimal Hydra Radiant. Thì bộ sản phẩm này dành cho đối tượng là da thường cũng như là da hỗn hợp. Nó sẽ giúp cấp ẩm, cấp nước cho da của mình, mang đến cho da của chúng ta một cái làn da rất là căng bóng mịn màng. Hiện tại thì Loan đang sử dụng kem dưỡng da ban ngày của dòng Optimal Hydra Radiant này, và cảm giác là da được cấp ẩm nhiều hơn. Bởi vì buổi sáng thì Loan hay trang điểm, mà Loan cần những cái sản phẩm mà nó cung cấp ẩm nhiều một tí. Tại vì da Loan là da hỗn hợp này, nhưng mà Loan cần sản phẩm cung cấp nhiều dưỡng ẩm hơn một tí để trang điểm lên nó không có bị bong tróc nền, nó không có bị bể nền, thì Loan sẽ sử dụng cái sản phẩm Optimal Hydra Radiant này. Còn buổi tối thì Loan sử dụng cái sản phẩm khác. Nhưng mà bạn nào mà muốn da của chúng ta nó phù hợp với làn da hỗn hợp của mình luôn thì các bạn sẽ sử dụng cho Loan cả bộ này, hai cái sản phẩm kem ngày và kem đêm này ha. Sản phẩm này thì có thành phần là hợp chất chống ô nhiễm và phức hợp Aqua Mineral. Thì hợp chất chống ô nhiễm nó sẽ tạo cho chúng ta một cái lớp màng để cho chúng ta bảo vệ cái da của mình, tránh khỏi mọi tác nhân gây hại từ môi trường, ví dụ như là ánh nắng mặt trời, ví dụ như là khói bụi vân vân. Và phức hợp Aqua Mineral thì nó sẽ giúp cung cấp ẩm và chống oxy hóa. Nó được lấy trong từng cái hạt nước, trong cái nguồn nước, trong cái nguồn nước, cái phức hợp Aqua Mineral này này, nó là một cái nguồn nước tinh khiết và nó lấy được những cái thành phần tinh khiết nhất trong nguồn nước đó để bỏ vào trong sản phẩm Optimal Hydra Radiant này. Rồi sau khi mà Loan chia sẻ thì các bạn cũng biết được rằng là ôi sao nó bị mất một khúc, đúng không cả nhà? Loan đang kiểm tra livestream này, Loan thấy nó bị mất một khúc. Sorry mọi người. Đợi Loan một tí xíu nha. Loan thấy nó bị mất một tí. Rồi tiếp tục thì chúng ta sẽ có tẩy da chết và mặt nạ của bộ Novae. Đây là bộ sản phẩm mà đối tượng chúng ta nhắm đến là mọi loại da, đặc biệt là da lão hóa, thì chúng ta cũng nên nhắm đến cái bộ sản phẩm tẩy tế bào da chết và đắp mặt nạ của dòng Novae này. Bởi vì tất cả các sản phẩm trong dòng Novae thì đều thuộc những cái làn da mà nếu như các bạn chăm sóc da muốn là hạn chế quá trình lão hóa da thì các bạn hãy tư vấn cái dòng Novae giúp cho Loan nha. Và tẩy tế bào da chết của mình thì nó sẽ có hai thành phần là AHA và BHA. Khi nãy Loan đã giải thích BHA rồi phải không ạ? BHA là một cái dạng axit tan trong dầu, cho nên là khi mà chúng ta
cho lên trên bề mặt da của mình thì nó sẽ được hòa tan cặn bã tận sâu lỗ chân lông của chúng ta. Còn AHA nó là một cái dạng axit tan trong nước, cho nên là khi mà chúng ta đưa lên trên bề mặt da của mình thì nó sẽ tập trung làm sạch cái bề mặt da của chúng ta, làm sạch cái lớp sừng của chúng ta. Cho nên là hai thành phần này kết hợp lại với nhau, khi mà chúng ta sử dụng hai thành phần này lên trên da của mình thì nó sẽ loại bỏ tối ưu tất cả các mảng da chết ở trên da của mình. Cách sử dụng sản phẩm tẩy tế bào da chết thì sao? Khác với cái loại mà nó có hạt thì các bạn phải sử dụng kết hợp với nước thì nó mới giảm cái tình trạng là ma sát da của mình. Còn những cái tẩy tế bào da chết mà nó là dạng AHA và BHA thì sau khi mà các bạn làm sạch da rồi thì các bạn đắp cái mặt nạ này lên trên da để da khô nha, sau đó các bạn đắp mặt nạ này lên trên da của chúng ta chờ 3 phút cho tới 5 phút, sau đó các bạn massage nhẹ nhàng ra. Các bạn massage nhẹ nhàng ra, sau đó các bạn rửa sạch lại với nước thì sau khi mà các bạn tẩy da chết xong, da của chúng ta rất mịn, rất sáng. Nhưng mà để giữ được cái làn da mịn đó, để giữ được cái làn da sáng đó thì bắt buộc mỗi tuần chúng ta phải sử dụng 2 lần. Thì đó là cái cách mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm Novay tẩy tế bào da chết này. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có mặt nạ thì mình sử dụng một lần nha, tại vì có một vài bạn hỏi luôn là ôi em chị ơi sản phẩm này sử dụng được bao nhiêu lần, thì xin thưa là một lần thôi nha. Đắp lên xong á là sau khi đắp xong là mọi người lấy ra, sau đó là mọi người vứt đi chứ mọi người không để lại nữa làm gì. Rồi, mặt nạ này nó có công dụng là chống lão hóa cho da. Không biết là trong này có anh chị nào đã sử dụng mặt nạ Novay chưa? Không biết có gặp trường hợp giống cho Loan, giống như Loan không, thì Loan cũng như là một vài bạn nhà phân phối có một cái cảm nhận như thế này. Sau khi mà đắp lên trên da của mình, đắp mặt nạ nha, sau khi đắp mặt nạ Novay lên trên da của mình, hình như là nó chống lão hóa, cho nên là đắp lên trên da thì da cơ mặt của chúng ta nó bắt đầu nó giật rất là mạnh mẽ nha. Nếu như bạn nào mà da của Loan thì Loan cảm nhận nó rất là mạnh mẽ, nhưng mà có một vài bạn thì cảm nhận cái sự mạnh mẽ nó ít hơn, nhưng mà nó vẫn giật, nó căng cơ, nó căng cái da mặt của chúng ta ra. Cho nên là bạn nào mà muốn trị nếp nhăn này, bạn nào mà muốn chống lão hóa da này thì lựa chọn cho Loan cái sản phẩm mặt nạ Novay này, bởi vì các bạn sử dụng mỗi tuần 2 lần và sử dụng liên tục như vậy cho Loan trong một tháng, các bạn sẽ cảm nhận hiệu quả rất là rõ rệt. Bởi vì Loan sử dụng đúng một tháng như vậy thì da của Loan căng hơn, da sập sờ rất là căng. Nếu như các bạn mà nhìn bình thường mà nhìn qua camera như thế này thì các bạn sẽ không thấy được, không biết là các bạn thấy không, nhưng mà đụng vào da kiểu như là nó được ngậm nước ấy. Cho nên là các bạn muốn da của mình nó chống lão hóa tốt này, các bạn muốn da của chúng ta nó trị được nếp nhăn này, các bạn muốn da của chúng ta nó đàn hồi hơn thì sử dụng các sản phẩm dòng Novay cho Loan là được. Như vậy là Loan đã xong hết tất cả các sản phẩm được giảm giá trong kỳ catalog tháng 7 lần này. Thì Loan hy vọng rằng là những cái chia sẻ của Loan cũng như là những cái kiến thức mà Loan đã đưa ra cho các bạn từ đầu buổi tới giờ, nó sẽ là những cái kiến thức hữu hiệu nhất để giúp cho các bạn có thể tự tin đi chia sẻ với khách hàng của mình, để giúp cho các bạn có được một cuốn kiến thức để cho chúng ta đào tạo lại cho đội nhóm của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị nhà phân phối vào buổi livestream lần sau.